Chuyển sang phần tin quốc tế, ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đang ở thăm Moscow đã có cuộc hội đàm tại Điện Kremlin để thảo luận về các vấn đề trong quan hệ song phương và quốc tế, trong đó trọng tâm là vấn đề đảm bảo an ninh ở châu Âu và tình hình tại Ukraine. Hai bên đánh giá cuộc hội đàm diễn ra trong bầu không khí thân thiện, có ý nghĩa và hữu ích. Mở đầu cuộc hội đàm kéo dài gần 6 giờ, Tổng thống Putin khẳng định tình hình an ninh ở châu Âu là vấn đề quan tâm chung của cả Moscow và Paris. Ông cho rằng hiện đang có những nỗ lực phá vỡ thỏa thuận Minsk và bỏ qua cơ hội để khôi phục hòa bình toàn vẹn lãnh thổ Ukraine thông qua đối thoại trực tiếp với Donetsk và Lugansk. Ngoài ra, Tổng thống Putin tái khẳng định sự phản đối việc mở rộng của NATO sang phía đông, đồng thời cho biết Nga sẽ tiếp tục tìm kiếm câu trả lời từ phương Tây đối với những yêu cầu an ninh của Moscow. Nga sẽ làm tất cả mọi thứ để tìm được một cam kết phù hợp với tất cả các bên. Sắp tới, chúng tôi sẽ chuẩn bị phản hồi tài liệu nhận được từ Bruxelles và Washington. Một số vấn đề trong đề xuất cần được thảo luận. Về phần mình, Tổng thống Macron khẳng định đối thoại với Nga là phương án phù hợp hơn bao giờ hết để đạt được ổn định và xây dựng hòa bình ở châu Âu. Ông khẳng định sẽ phối hợp với Nga để đảm bảo một trật tự ổn định và an ninh mới ở châu Âu, tuy nhiên không nên được thực hiện bằng cách loại bỏ quyền gia nhập NATO của các quốc gia. Liên quan cuộc xung đột Ukraine, ông Macron nhấn mạnh sự cần thiết của giải pháp hạ nhiệt căng thẳng tình hình, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của việc thực thi thỏa thuận Minsk. Chúng tôi đã cố gắng xây các yếu tố để hoạt động hiệu quả trong những tuần tới, và yếu tố đầu tiên là cần làm việc để tránh bất cứ sự leo thang căng thẳng nào. Sự tích tụ căng thẳng hiện nay có nguy cơ gây mất ổn định và cân bằng của lục địa. Điều đó sẽ không đem lại lợi ích cho bất cứ bên nào. Cũng trong cuộc hội đàm, lãnh đạo hai nước đã thảo luận về vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm khác như vấn đề thương mại hay thỏa thuận hạt nhân Iran. Bên cạnh đó, hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành điện đàm sau chuyến công du của Tổng thống Macron tới Kiev, dự kiến trong ngày hôm nay 8 tháng 2, và tiếp tục trao đổi các vấn đề liên quan. Chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tiếp sau những chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 quy mô lớn cũng như là những bước tiến khả quan trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh, thì nhiều nước đã và đang dần khôi phục hoạt động du lịch. Nhiều mô hình thí điểm đang được triển khai cùng với việc vận hành chính sách mới, và điều này thì mang lại hy vọng cho ngành công nghiệp không khói sẽ khởi sắc và dần được hồi sinh trong năm nay. Là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch phục hồi sẽ kéo theo sự hồi phục của nhiều lĩnh vực khác. Từ giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng đều được hưởng lợi theo, góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế. Đó là lý do vì sao nhiều nước đang nỗ lực để mở cửa du lịch, tiến tới phục hồi kinh tế sau đại dịch. Đảo Bali của Indonesia bắt đầu từ ngày 4 tháng 2 vừa qua đã chính thức mở cửa với du khách đến từ tất cả các quốc gia trên thế giới. Với người đã tiêm vaccine COVID-19 đầy đủ, thời gian cách ly sẽ giảm từ 7 ngày xuống còn 5 ngày. Đây là sự khởi động sau thời gian dài gián đoạn vì dịch bệnh, và du khách có thể trải nghiệm một cách trọn vẹn. Du khách sẽ tận hưởng kỳ nghỉ theo hình thức bong bóng về nguyên tắc và trải qua quá trình cách ly theo nhóm trong 5 ngày. Trong khi đó, Thái Lan vừa đưa thêm 3 khu vực bãi biển phổ biến vào chương trình cấp visa cho phép du khách nước ngoài không cần phải cách ly. Trong khi đó, bắt đầu từ ngày 11 tháng 1, những du khách nước ngoài có thể đi vào khu vực biển Krabi, Phanga và Koh Samui theo sáng kiến hộp cát Phuket của Thái Lan. Du khách sẽ không cần phải cách ly bắt buộc, miễn là họ cam kết nghỉ ít nhất một tuần tại các địa điểm này. Trên khắp thế giới, các địa điểm du lịch đều cố gắng đưa ra những ý tưởng mới mẻ để thu hút du khách quốc tế quay trở lại. Đối với EU, hộ chiếu COVID-19 cho phép du lịch nội khối ít bị hạn chế hơn. Ở Cộng hòa Séc, du lịch dường như đã được trở lại bình thường với các nhà hàng, khách sạn mở cửa, không yêu cầu khẩu trang ngoài trời và rất nhiều người đi bộ trên đường phố. Thật khó cho du khách. Chúng tôi cần một giải pháp cho châu Âu mở cửa với những nước an toàn. Nếu mỗi tuần các quy định lại thay đổi, thì cả hệ thống cũng phải thay đổi. Người làm du lịch và cả du khách đều rất khó để thích nghi. Tốc độ hồi phục của ngành du lịch vẫn chậm và không đồng đều ở tất cả các khu vực trên thế giới do mức độ khác nhau của các biện pháp hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của du khách. Tốc độ phục hồi của ngành du lịch vẫn chậm và không đồng đều ở các khu vực trên thế giới do mức độ khác nhau của các biện pháp hạn chế đi lại, tỷ lệ tiêm chủng và lòng tin của du khách.
Từng kỳ vọng ngành công nghiệp không khói sẽ có được đà phục hồi nhanh chóng trong năm qua nhờ vaccine COVID-19. Song những tháng cuối năm 2021, sự gia tăng số ca bệnh ở khắp châu Âu và nhiều nơi khác đã khiến một số quốc gia phải đưa ra những hạn chế cứng rắn. Việc khôi phục các hoạt động du lịch quốc tế một cách an toàn sẽ tiếp tục phụ thuộc phần lớn và phản ứng phối hợp giữa các quốc gia về quy định hạn chế đi lại, các quy trình hài hòa về an toàn, truyền thông hiệu quả để giúp khôi phục niềm tin của du khách. Rõ ràng, những khó khăn đối với ngành du lịch toàn cầu vẫn còn chồng chất. Tuy nhiên, những nỗ lực thích ứng trong thời gian gần đây của du lịch các nước là những tín hiệu lạc quan, được kỳ vọng sẽ góp phần làm tan băng, giúp khôi phục nền kinh tế thế giới trước những tác động to lớn của đại dịch COVID-19.